Bây giờ xin gửi gửi mít cho đạo tràng nhé. Dạ xa thu xa thu lành thay akasa tha cha bum ma tha de wa na ga mahitika bunyang no anu mo đăng tu chi đăng sa khang tu sa sa năng akasa tha cha bum ma tha de wa na ga mahitika bunyang no anu mo đăng tu chi đăng sa khang tu ra tha khe akasa tha cha bum ma tha de wa na ga mahitika bunyang no anu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu tu nhà ta yo akasa tha cha bum ma tha de wa na ga mahitika bunyang no anu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu ba ni no akasa tha cha bum ma tha de wa na ga mahitika bunyang no anu mô đăng tu chi răng sắc khăn tu sa đa chư thiên ngữ trên hư không địa cầu tưởng ngữ rõ không mỗi đều long hương thành lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc an vui lâu dài quyển thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui su đạo màu tu hành tinh tăng ngõ hầu bổ sanh dân kinh chi khu sa la cam măng ca ta bằng ki đi dân ma ma ca ye na qua cha ma na sa 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 ti sa se chu ga tăng ca tăng ye ta ye sat ta sa in đi no a thi ye sat ta sa in đi no ca tăng bùn nhang pha lăng mây hằng sắp bê pa ghi pa quan tu te ye tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng bùn nhang pha lăng mây ya ye cha ta ta na cha yang ti de wa gan toan we da yum sap be lo ka hi ye sắc ta chi quan ta a ya tu ka ma yang pho ya nang sap be la pha tu ma ma se sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành diệu nên đều là phước bao vững bị có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng cùng trời tạo lời thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân bang chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an xin thao phước bao cung dường hóa thành thực phẩm mũi hương thỏa lòng và nam mô bút tha giá do cái phần phước hôm nay sao nó bị trục trặc nhiều quá con cũng chia đều cái phần phước và đến như tất cả chư thiên hầu mong cái thiền lãnh và hộ trì cho chúng con mỗi lần đọc kinh sau nó bị trục trặc quá. Dạ anh thì con cũng xin đại diện trong rung con kính tri ân sư đại đức Thanh Tâm đã hoan hỷ chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con trong lúc ngài trí đức chưa vô kịp. Dạ thì con cũng thay mặt cho rung con xin kính chúc sư được ăn lành trong sức khỏe. Dạ con cũng xin cũng được đúng giờ rồi con xin dừng mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm đã đến với Pháp hội. Kính chào chị Thượng Nam, Thượng Nữ, Thiền Hữu Trí Thực. Thời gian sinh hoạt đã đến. Xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Cuối đầu đã lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lĩnh giữ lời quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ lời quần sinh. Cuối đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lĩnh giữ lời quần sinh. Tăng Araha đi con tăng vô tâm Bụt đăng sê la sa nam ma mi tăng cha Bụt đăng y mê hi sắc ca rê hi a pi pu cha gia mi hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu bậc trưởng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Tăng xoa khai ta đi con nạc sang vô tăng thầm măng xe lạc xa nam ma mi tăng cha thầm măng y mê hi sa ca rê hi a phi phu chát gia mi pháp vi diệu cha lành khéo dạy lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ quốc nhân liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần trí nhân từ ngộ giả chân diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu tăng sanh khai ta đi có nạ tăng vô tăng sanh khăn sẽ là xa nam ma mi tăng cha sanh khăn y mê hi sa ca rê hi a phi phu chế gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn thành đạo quả bốn ngôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian Ratanatayasawanda mi do nhờ với đức của chư Phật, do nhờ với đức của giáo pháp, do nhờ với đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ giác ngộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần lễ bái tam bảo đã xong, chúng ta chỉ có nửa tiếng để mà sinh hoạt. Đến 5 giờ là giờ của huynh pháp hữu. Chính thời gian eo hẹp này mà hôm nay có được thượng tọa thành công đến với pháp hội, đó là một duyên phước của cái room Phật giáo Nam Truyền. Quý vị có thể thắc mắc, đặt những câu hỏi, hoặc là trong sự sinh hoạt của chúng ta, sự yêu cầu của quý vị trong sự sinh hoạt của room, đó là những cái điều quan trọng. Chứ nếu mà thời gian nửa tiếng đồng hồ để mà học thì chúng ta chẳng học được cái gì. Quý vị đã thấy trong thời gian sinh hoạt vừa qua, nửa tiếng đồng hồ ít gọi, chúng ta làm được cái gì? Chẳng qua là đáp ứng nhu cầu, những sự cần thiết để cái room này được kiện toàn. Thì quý vị thấy chúng ta cần phải làm cái gì? Cũng giống như vừa rồi Sức Tâm Phương ha, trong cái phần lễ bái tâm bảo, Sức Tâm Phương để nói lên cái điều cố nhất là hôm nay bị trục trặc rồi bị thất bại thế này thế kia, nhưng mà rồi cũng hồi hướng đến chư thiên. Quý vị thấy nghĩ sao? Chúng ta phải giải thế nào cho nó thông suốt, phải giải quyết thế nào thông suốt, phải ổn định, phải rõ ràng. Chứ khi mà chúng ta muốn đưa một phần quà nào đó đến một người nào, một đối tượng, thì cái phần quà chúng ta phải chuẩn bị một cách đàng hoàng chứ. Hoặc là nhiều khi phần quà đã bị khiếm khuyết mà chúng ta trao đến một người nào đó, họ nghĩ rằng mình coi thường họ. Cũng như khi mà chúng ta
với cái tâm trong sạch hướng về ba ngôi tam bảo. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng đến chư thiên, đến cửu huyền, đến những ân nhân vân vân, thì chúng ta thấy việc làm của chúng ta trọn vẹn, niềm tin của chúng ta coi như đối với Đức Phật giáo pháp và chư tăng quan hỷ tình tín. Thì như vậy chúng ta hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc, đến chư thiên, chúng ta cảm thấy rằng nhẹ nhàng với tất cả trong lòng, một chén nước trong, một lòng thanh tịnh, một lợi thành kính, một đỉnh hương quyền. Chúng ta đã hướng tâm về Đức Phật giáo pháp Kỳ Tăng. Và cái điều quan trọng là chúng ta đã đọc đúng, chứ không phải người sinh tầm thường nó đọc hôm nay sao thất bại quá, đọc lòng vòng, tức là thiếu sự tự tin. Vậy thì chỗ nào chúng ta thất bại, nhất là sĩ tâm phương trong cái phần lễ bái tam bảo tội trì quy giới, sĩ tâm phương cảm thấy chỗ nào là khuyết điểm chúng ta trong những cái giây phút ngắn này, chúng ta nêu ra cái điểm đó để rồi chúng ta giải quyết vượt qua. Trên cái vấn đề đại diện cho một cái room, đây là một ngôi chùa ở trên trời. Mà ngôi chùa ở trên trời, chúng ta là những vị chư thiên, những vị chư thiên mà đại diện cho những vị chư thiên, chúng ta đã hướng tâm về Đức Phật giáo pháp Kỳ Tăng, chúng ta đã tán dương như vậy, chúng ta đã xin tỏ trì quy giới, thì chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Để khi mà chúng ta xử sự như thế nào, với tính cách đại diện của đạo tràng, tiếng nói của chúng ta có giá trị, thì chúng ta phải nói đúng, phải đọc đúng, phải thực hành đúng. Chứ bây giờ tư cách của một người đại diện thì quý vị nói ô hôm nay sao phóng tập lòng vòng như thế này, rồi cũng hồi hướng chư thiên, chắc là các vị chư thiên đó không hoàn hỷ. Mà đừng có nói là chư thiên ở trên trời hoặc các cảnh cõi, mà chư thiên ở trong gương này, chư thiên ở trong gương này, tức là mỗi thành viên trong gương này là một vị chư thiên. Bởi vì chùa này là cái chùa trên trời, chứ không phải chùa dưới đất. Chúng ta nhờ thọ trì tam quy ngũ giới bất trì nhân thiên lộ thiện, chúng ta đã thọ trì ngũ giới bất quan trai giới, chúng ta hiện diện trong đạo tràng này, trong cái room này, chính chúng ta là những vị chư thiên tôn sưng. Thì bây giờ hiểu được cái giá trị của một vị chư thiên cao cả, thì chúng ta có thể những thiện pháp nào mà chúng ta bị khuyết điểm, để chúng ta hoàn thiện cái nhân cách của một vị chư thiên. Alo, quý vị còn nghe không? Như vậy là 4:43 bên chúng tôi, thời gian còn lại không nhiều. Mời Sít Nhật Quỳnh, Sít Nhật Quỳnh có ý kiến. Đây là những ý kiến quan trọng bởi vì thời gian của chúng ta rất ít. Rồi, mời Sĩ Nhật Quỳnh ha. Dạ, một lần nữa, con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, cùng tỏ thanh tâm, cùng chư tôn đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch Ngài và chư tôn đức, kính thưa đạo tràng. Do tâm phương mới có tụng kinh, mới lạy bái, nên còn rất là nhiều cái lúng túng. Mà con nghe Ngài nói, thì con xin phép Ngài cho con được chia sẻ với tâm hương. Và con cũng xin sám hối với đạo tràng. Và lúc tâm hương tụng kinh thì con có gọi điện thỉnh Ngài để Ngài vào. Thì thật sự con cũng có phần thiếu sót của con. Đúng lý ra không có Ngài vào khi tâm hương tụng kinh.
con hãy ngồi trước máy, con trực máy để có chuyện gì thì con ứng phó kịp thời. Nhưng do con dễ vui, con ý y nên con không có ở trước máy. Con lo chưng hoa cúng Phật. Tại vì bữa nay con có được người thân lại tặng cho con một bình hoa gọi là mừng Mother Day, ngày của mẹ. Ngày con thấy hoa đẹp quá nên con hoan hỷ quá, con đi cúng Phật để con hồi hướng phước cho những bà mẹ. Dạ. Thì đây là cái lỗi thiếu sót của con. Và Nhật Quỳnh cũng xin lỗi Tâm Hương. Đúng lý ra Nhật Quỳnh phải ở trước máy để Tâm Hương có gì trục trặc thì Nhật Quỳnh ứng phó kịp thời. Nhưng mà do Nhật Quỳnh dễ vui. Cái thứ hai, Nhật Quỳnh muốn nhắc nhở Tâm Hương. Tại vì khi mà điện thoại Nhật Quỳnh không có kịp nói nha, thì Tâm Hương cứ lên để bái Tâm Bảo. Nếu thấy có cái đích của Ngài vào thì mình xin giới xong mình thỉnh Ngài. Còn nếu mà không có nít Ngài vào đạo tràng kịp thời thì Tâm Hương có thể xin giới với Đức Thế Tôn. Nhà đạo tràng này cũng đã quen như vậy rồi. Và mình xin giới với Đức Thế Tôn xong rồi nếu mà Ngài vào kịp nữa thì mình thỉnh Ngài, mình sám hối rồi mình thỉnh Ngài. Còn nếu Ngài thỉnh Ngài chúc phúc, còn nếu không nữa thì cứ tiếp tục. Và cứ tiếp tục như vậy mà luôn luôn mình làm việc phải nhìn đồng hồ. Dạ, phải nhìn cái đồng hồ. Tại vì thời gian để mình lễ bái Tâm Bảo chỉ có 30 phút thôi. Mình tính làm sao đó tính. Còn mình muốn tụng kinh gì, như thế nào, ngắn dài gì thì cứ nhìn đồng hồ. Dạ, cứ nhìn đồng hồ. Thì 30 phút hoặc là trễ lắm, thêm một phút nữa thôi là 31 là quá rồi. Đấy, còn đang để cái dung sinh hoạt. Nhất là ngày thứ thì là ngày này là giờ rất là hạn hẹp. Đây vì cái hoàn cảnh của Vinh Pháp Hữu như thế nào. Và con xin phép Ngài con nói điều này ra xong một chút. Con cũng sẽ nói với Vinh Pháp Hữu á. Để Vinh có thể vào sớm như giờ Ngài Liễu Tông hoặc là giờ của Vinh Kinh thì đầu giờ. Ngày thứ ngày Chủ Nhật hoặc là ngày thứ Sáu đi. Thì đầu giờ vô để bái Tam Bảo xong là bắt đầu sinh hoạt của cái thời lượng của người đó. Nhưng mà Vinh Pháp Hữu lại không sinh hoạt cái thời lượng đó mà lại vào trễ hơn nửa tiếng. Mà trễ hơn nửa tiếng thì không có làm được gì hết. Bằng chứng vừa rồi là Ngài dạy cái bài Thỉnh Chư Thiên mà dạy 4-5 tầng cũng chưa xong được một bài. Và Phật tử chưa kịp tiếp sau thì đã hết giờ. Như hiện tại bây giờ là chỉ còn có 11 phút nữa thôi. Thì làm được chuyện gì? Anh đa một trước nhất là con cầm mít để con sám hối cái tội của con. Cái thứ hai thì con nhắn nhủ với Tâm Phương. Dạ. Cái thứ ba thì con trình bạch với đạo tràng. Cái tội con dễ vui. Dạ. Bây giờ thì bạn Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Tâm Phương rồi. Nhật Quỳnh mời Tâm Phương ạ. Dạ Nam Mô Bích Thai Giá. Dạ con kính định lễ Ngài. Dạ con nói chung ra cái phận sự của con là tụng kinh ngày hôm nay thì con cũng rất là chuẩn bị đầy đủ, con không có để sai suốt, bởi vì con rất yêu mến cái room này. Mục đích là thầy á, là kinh á, mà Tam Bảo tụng á, thì rất là chuẩn ở cái điểm là tất cả vị nào lên đọc kinh cũng phải đều đọc kinh giống nhau, là con biết cái điều đó. Nhưng mà tự vì hôm nay á, là con nói trời ơi không biết sao chư thiên, có nghĩa là chưa biết không, khi mà con vào thì con đọc kinh hết rồi á thì lại bị cái trục trặc về internet, nó mất internet. Rồi con đang lúng túng vì cái máy của con á nó không có thấy ngài vào mà con không thấy ngài ra. May là nhờ chị Meta, chị nhắc con là chị nói rằng là không có ngài vào thôi, chị Tâm Phương tự xin giới luôn thì con mới xin. Khi mà xin nửa chừng thì nó lại mất cái đường internet nữa. Đó, rồi cái lúc đó bây giờ con cũng không thấy ngài. Rồi cái lúc có cái ngày để Đức Thanh Tâm vào thì con cũng xin Đức Thanh Tâm chúc phúc giùm. Từ vì khi nó là chị Mita nó là có để Đức Thanh Tâm vào. Vì đó thì con cũng xin hồi hướng, nhưng một cái phần hồi hướng thống nhất cái thiệt
nói chung con cũng chưa có nắm vững được, thì con cũng 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 hồi hướng như vậy. Thì con xong cái việc này thì Ngài cũng cho xin cái lời mà cầu cầu nguyện với chư thiên á, thì con cũng sẽ học thuộc và cũng sẽ làm đúng theo cái lời của Ngài thôi. Chứ thật sự ra là con cũng rất là chuẩn bị, tại vì mình biết cái bổn, mình biết cái trách nhiệm của mình là mình phải thi hành cho nó đúng. Ngài cũng biết tính của Ngài rồi, thành ra là con chỉ xin sám hối như vậy. Cái hơn nữa là con rất cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị cũng nhảy vô giúp cho con với là chị Mita. Chứ còn cái máy của con là con dùng cái iPhone nên không có thấy được cái bàn tay gì đó. Thành ra con cũng xin sám hối Ngài, và con xin hết ạ. Sa thú, sa thú Sika Nhật Quỳnh, Sik Tâm Phương. Ở đây chúng tôi nói lên ý nghĩa không phải là khiến các la rời gì quý vị, mà cái tình trạng chung của thế giới, một đại dịch mà cả thế giới đều phải chịu, và cứ rung chúng ta cũng bị mất dịch luôn. Cái đường truyền té lên rớt xuống, cá nhân của chúng tôi cũng bị mà, chứ đâu phải là quý vị bị mà chúng tôi không bị đâu. Nghĩa là cái rung của chúng ta đang bị mất dịch bởi cái đường truyền, khi vô được, khi không vô được, té lên rớt xuống. Quý vị thấy hôm qua hôm kia Siết Nhật Quỳnh cả hai nít chạy ra chạy vô giống như tập thể dục thẩm mỹ vậy. Chạy ra chạy vô, và cá nhân của chúng tôi cũng phải tắt máy mới trở lại đậu tràng được, chứ không phải là coi như chạy ra rồi chạy vô, phải tắt máy rồi một tí nữa mới khởi động. Thì như vậy chúng ta cũng đang bị mất dịch nhá. Thì như vậy Sư Tâm Phương cũng đừng có tự ti. Nói như vậy không phải để cho quý vị cảm thấy rằng đến cái đạo tràng này tại sao chúng tôi khó chịu quá vậy, mà các cái rung khác vô tư. Không phải. Bởi vì khi mà chúng ta đã hướng tâm về Tam Bảo, đã tán dương ơn Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, rồi chúng ta xin thọ trì tam quy ngũ giới, và chúng ta đến với cái rung này, như khi nãy chúng ta thanh tôi nói về các vị chư thiên, bởi vì chúng ta sinh hoạt trên trời mà, chúng ta là những vị chư thiên, mà các vị chư thiên thì có ba loại: chư thiên định danh, chư thiên hóa sanh và chư thiên thanh tịnh. Chư thiên định danh ở đây Sammati Deva, tức là những vị chư thiên định đặt cái danh xưng. Ví dụ như thiên tử, thiên tử là con trời, có nghĩa là chư thiên ha. Thì đó là những cái danh từ, nghĩa là đặt để những cái danh xưng mà ám chỉ đó là vị chư thiên, mặc dù đó là con người, thiên tử. Và chúng ta cũng là những vị chư thiên, bởi vì chúng ta ngày nào đến với đạo tràng cũng thọ trì tam quy ngũ giới, ngũ giới bất kỳ nhân thiên độ triệt. Vậy thì chúng ta làm người nhưng mà được sinh hoạt ở trên trời, chúng ta cũng là những vị chư thiên định danh Sammati Deva. Rồi vấn đề thứ hai là chư thiên hóa sanh Upapati Deva, chỉ cho các vị trời, những chúng sanh do những cái phước mà sanh trong các cõi trời an lạc, sung sướng hơn cái cõi nhân loại của chúng ta. Cõi nhân loại chúng ta thì còn khổ, mà sinh về chư thiên, tức là chư thiên hóa sanh, gồm có trời giới, có trời sắc giới, có trời vô sắc giới, thì những cảnh giới đó nó sung sướng hơn cái cõi nhân loại này. Tức là chư thiên hóa sanh Upapati Deva. Và cái hạng chư thiên thứ ba đó là chư thiên thanh tịnh Visuddhi Deva,
tức là ám chỉ cho những bậc A-la-hán, những vị độc giác, những vị toàn giác. Đó là những vị thanh cao, sống an lạc, không có phiền lụy như các vị chư thiên, gọi là chư thiên thanh tịnh. Quý xuất thì đề qua ám chỉ các bậc thánh, các vị A-la-hán, các vị độc giác, các vị toàn giác. Đó là những vị chư thiên thanh tịnh. Vậy thì có ba hạng chư thiên, và chúng ta cũng là những vị chư thiên được sinh hoạt trên trời ha, được thọ trì tam quy ngũ giới nè, được là người nè. Mà người á thì đức vua thì được gọi là thiên tử, còn chúng ta thì được gọi là thích tử. Thích tử đây không phải là thích thích chết đâu, mà thích tử tức là chúng ta thực hành theo những lời dạy của Đức Phật, là con của Đức Phật hay không. Cho nên cái từ thích tử này chúng ta cần phải hiểu vậy. Rồi sẽ ghi nhận ý kiến của Thích Nhật Quỳnh, tức là sẽ đề nghị với Huynh Pháp Hữu là Huynh Pháp Hữu nhiều khi thời gian không đủ để sinh hoạt, tức là sự trình bày của Huynh Pháp Hữu nói về giáo pháp, nêu ra những cái ý kiến và nhiều khi cảm thấy thời gian không đủ, cho nên có thể rằng đề nghị như Xích Nhật Quỳnh nửa tiếng đồng hồ này sẽ dành cho Huynh Pháp Hữu luôn, để cho Huynh Pháp Hữu trọn vẹn. Bởi vì khi một vị giảng sư trình bày một đề tài gì đó mà trình bày không hết ý, sợ thính chúng không hiểu, sợ quý vị không nắm bắt được, rồi hiểu nhầm, rồi nghĩ sai, đó là một cái điều mà các vị giảng sư rất là trăn trở. Cho nên thêm nửa tiếng đồng hồ này nữa, chắc chắn rằng Huynh Pháp Hữu sẽ có thời gian và sẽ triển khai một cách rộng rãi để cho quý vị nắm bắt và hiểu giáo pháp của Đức Phật. Quý vị nhất trí không? Hay là nửa tiếng đồng hồ này quý vị phải tranh thủ những cái gì chúng ta còn khuyết điểm phải bổ sung. Nhưng mà ngắn gọn chỉ có nửa tiếng thôi. Hoặc là những cái câu hỏi nào mà có thể cảm thấy rằng quan trọng, chúng ta cần phải giải quyết, chứ đừng có nói chuyện ngồi quyện ha, tức là đi vô thực tế. Thì có hai vấn đề như vậy. Một, chúng ta tuân thủ theo nội quy, tức là cái thời gian chúng ta eo hẹp, chúng ta không nên cà kê dây ngựa. Cái điều tiên quyết là chúng ta phải tôn trọng pháp hội, đôi giờ giấc, tôn kính các vị giảng sư ha. Thì như vậy cái thời gian ngắn này thì nên đề nghị Huynh Pháp Hữu sẽ để cho Huynh có thời gian rộng rãi để diễn tả về giáo pháp. Còn nếu quý vị cảm thấy rằng một tuần qua có những điều muốn nói mà điều này quan trọng, hoặc là cái bài kinh này sao mà đọc chặt lên chặt xuống hoài, cần đạo tràng tham khảo và giúp cho ý kiến tại sao mà coi như là cái bài kinh này hoặc là cái câu này chúng tôi thắc mắc không giải quyết được. Nhưng mà nói về những cái sự nghi vấn thì gặp Ngài Liễu Tông thì thấy hay hơn ha. Ngài Liễu Tông có một khoảng thời gian dài, còn đây là những cái điều mà quan trọng của Rome. Những điều quan trọng của Rome, chúng ta là những người trong ban điều hành chẳng hạn, chúng ta là những người nòng cốt trong cái Rome này, cần có ý kiến để kiện toàn cái Rome này. Thì quý vị có thể rằng sử dụng thời gian ít ỏi này. Alo, bây giờ chỉ còn có một phút nữa mà thôi, Huynh Pháp Hữu đến chưa? Quý vị thấy Huynh Pháp Hữu đến chưa?
Rồi quý vị còn bổ sung gì nữa không? Alo, mình chào huynh Sinh Xuân. Rồi, xà thủ, xà thủ. Không có ý kiến gì còn gì hết ha. Huynh Pháp Hữu cũng chưa vô. Trong bây giờ của huynh Pháp Hữu rất là đông, mà rất là đông thính chung. Như vậy thì ý kiến của quý vị, nhất là những vị mà đã từng tham gia với huynh Pháp Hữu, theo dõi huynh Pháp Hữu trình bày giáo pháp, thì ý kiến của quý vị cũng là một cái điều quan trọng để chúng tôi có thể rằng gặp huynh Pháp Hữu. Thầy nhắm cà phê hả? Nhắm cà phê sao nói? Ôi khổ quá, đang nói chuyện vừa uống cà phê, nhưng là cuối cùng này không biết hồi nào cũng rụng, mà cái vô đây là có ý kiến gì cò ha. Có bây giờ đúng 5 giờ theo cái đồng hồ của chúng tôi, mà huynh Pháp Hữu cũng chưa đến nữa. Có lý ngồi uống cà phê chờ huynh Pháp Hữu ha. Rồi trong thời gian đó thì ai có ý kiến rồi mời Sích Nhật Quỳnh, có vậy mới uống cà phê được nha. Dạ, xa thủ chúng con hành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Đồng hồ con là đi trước Ngài 2 phút đó bạch Ngài. Dạ, cảm ơn chị Mách Tài, Thiện Vũ và Hoa Trăm Ba cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu. Con thấy chiếc lá cuối cùng mời Ngài dùng cà phê. Cảm ơn Kim Nhung, nên con xin đỡ mít để Ngài dùng cà phê. Mà có lẽ cà phê ở chùa Ngọc Đạt ngon hơn cà phê của chiếc lá cuối cùng rồi đó, chiếc lá cuối cùng. Biết là giờ này ngày gì ngày cũng quậy quê rột rột rồi. Dạ, anh trai Nhật Quỳnh cầm bích nha. Dạ. Nam mô Bích Thai. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh thấy có Kim Nhung trước máy nè, có 203 nè, có chị Mách Cá Ta, có Thiện Vũ, và có những vị thường xuyên vào trong cái thời lượng giảng bài của Vinh Pháp Hữu. Nhật Quỳnh kính mong, dạ, kính mong tất cả quý vị có thể đưa một ý kiến lên, để một chút là huynh Pháp Hữu vào thì có thể đề nghị huynh Pháp Hữu là huynh sẽ dạy thêm nửa tiếng nữa cho nó không có bị lấn cấn. Chứ giờ nửa tiếng quanh qua quanh lại là nó hết giờ rồi. Ngày lên ngày lễ bái tâm bảo rồi, ví dụ như hồi nãy đi, mình tụng kinh chạy hết mấy phút, ngày lên lễ bái tâm bảo mấy phút, rồi ra là đâu có học được gì đâu quý vị. Dạ, nên Nhật Quỳnh mong quý vị, dạ, còn thấy Ngài đưa bài lên rồi, dạ, để cho nó đỡ lu bu một chút phải không. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Pháp Hữu vào đạo tràng rồi. Kính chào Quỳnh, dạ, kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ, Quỳnh Pháp Hữu có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, Quỳnh Pháp Hữu có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn Quỳnh, dạ, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, giờ thì ở trong room trước khi Nhật Quỳnh thỉnh Pháp Sư, Nhật Quỳnh xin phép được nói trước để lúc Nhật Quỳnh thỉnh Pháp Sư không thì thỉnh Quỳnh lên. Dạ, nãy giờ ở trong room cũng có nhiều ý kiến, mà cái ý kiến quan trọng nhất là thỉnh mời Quỳnh có thể 4 giờ rưỡi là hoặc 4 giờ 5 phút 10 phút vậy đó, Quỳnh có thể bắt đầu thời giảng được không? Tại vì đạo tràng 4 giờ rưỡi thì mới tụng kinh xong, và coi như mới cái phần lễ bái tâm bảo xong thôi, mà chỉ hoặc là có trễ thì 1 phút 2 phút thôi, thì còn lại chừng hơn 20 phút. Mà 20 phút đó, thì hôm trước thì đạo tràng đề nghị là dạy cho những cái bài kinh lễ bái tâm bảo. Nhưng mà vừa rồi là nội một cái bài thỉnh chư thiên không là 5 tuần lễ mới xong được một cái bài, thì bây giờ không, Ngài cũng không biết làm cái gì bây giờ trong cái thời lượng quá ngắn ngủi. Thì theo ý kiến trong đạo tràng, dạ, vị nào mà nói mà quý vị đồng ý đưa cái hoa lên để cho huynh Pháp Hữu thấy rằng trong đạo tràng mình rất là nhiều nha. Dạ, không làm từ xưa giờ vẫn bắt đầu như vậy Quỳnh ơi. Dạ, từ xưa giờ vẫn bắt đầu là 4 giờ mười mấy năm rồi. Dạ, 12 năm rồi. Là 4 giờ để bái tâm bảo tới 4 giờ rưỡi ra xong. Là tới giờ sinh hoạt. Dạ. Nên là
12 năm nay rồi, không hề thay đổi. Chỉ có thay đổi giờ chót, thay vì mỗi lần thì sinh hoạt tới 7 giờ sáng ở Việt Nam. Nhưng mà sau này theo cái thời lượng của Ngài Liễu Tâm, Ngài chỉ sinh hoạt tới 6 rưỡi. Thì coi như trong room đề nghị là 6 giờ rưỡi đóng cửa thôi. Dạ, chứ còn không có thay đổi cái giờ bắt đầu. Dạ không, Nhật Quỳnh nói theo giờ Việt Nam nha Quỳnh. Nhật Quỳnh không có biết giờ bên chỗ Quỳnh nha. Thì bây giờ là coi như từ hồi xưa giờ là ở bên này chỉ room mở cửa từ 3 giờ rưỡi, 4 giờ tụng kinh và 4 giờ rưỡi là xong. Dạ. Nhưng mà 7 giờ thì giờ không có, mà giờ room là sinh hoạt theo giờ của Ngài Liễu Tông đó. Nguyễn Thệ là 6 giờ rưỡi là Ngài Liễu Tông không còn sinh hoạt được nữa. Thì coi như room đã tiết giảm lại, 6 giờ rưỡi là đóng cửa và 4 giờ đầu thì y nguyên, không hề thay đổi. Dạ, y nguyên mà không hề thay đổi, chắc Vinh nhớ là Nguyễn Thệ nhớ lầm rồi đó. Dạ, giờ đầu là không hề thay đổi, cứ lúc nào cũng nghỉ từ hồi mười mấy năm nay rồi. Dạ, mà nhất ở trong ở trong room này thì thay đổi ở giờ Mỹ thôi, Mỹ thay đổi giờ chứ còn Việt Nam thì không hề thay đổi giờ. Dạ, nên là Nhật Quỳnh nói đây là nói theo giờ Việt Nam. Dạ, nhưng mà Quỳnh Pháp Hữu thì rành giờ Việt Nam lắm mà. Nhật Quỳnh ví dụ như tính giờ bên chỗ thành phố Nhật Quỳnh ở hiện tại là dạ biết rồi. Dạ, đây là chỉ là đề nghị trong đạo tràng thôi, nên là Nhật Quỳnh có xin ý kiến. Dạ, Quỳnh Pháp Hữu chào Nhật Quỳnh chút. Dạ, Nhật Quỳnh xin ý kiến ở trong đạo tràng, hồi nãy giờ ai cũng đồng ý là Quỳnh có thể giảng thêm nửa tiếng nữa, tức là 4 giờ rưỡi đó. Thì bây giờ mời Quỳnh nha, mời Quỳnh có ý kiến đi rồi thỉnh Pháp Sư sau. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Không biết là chị Nhật Quỳnh với lại các anh chị trong room có nghe rõ hay không, bởi vì chúng tôi bữa nay lạnh lắm, bắt đầu sang mùa đông ở xứ Perth ở Tây Úc rồi. Ra tối là xuống khoảng 10 độ. Bây giờ chắc cũng khoảng 10 độ, nên ra chúng tôi mở cái quạt ấm lên, cái heater mà nó bằng cái quạt. Thành tử ra không biết có ồn, không có ồn không Kim Nhung. Nghe rõ hả? Dạ. Thì bây giờ cái giờ như thế này có hai điểm. Thứ nhất á, là khoảng mười mấy năm qua rồi thì chúng tôi chỉ đảm trách 1:30 là tối đa thôi. Không có sinh hoạt hơn 1:30, 90 phút thôi. 90 phút cũng thấy mệt lắm rồi đó. Thật sự mà nói như vậy, chúng tôi chỉ thích nói khoảng 60 phút là vừa. Mà đôi khi cũng co giãn, cũng uyển chuyển, thành thử ra đảm trách sinh hoạt 1:30, 90 phút. Chị Nhật Quỳnh có nghe rõ chỗ này không? Ra bây giờ thì coi như là 90 phút là tối đa, không thêm nữa. Nhất định là không thêm. Bớt thì có thể bớt, nhưng mà xin các chị vị quan nghĩ là không thêm. Tối đa, nghĩa là có thể xin là quan hỷ thông cảm cho là uyển chuyển từ 60 phút cho tới 90 phút là tối đa. Cái đó là cái điểm không thay đổi. Còn nếu mà có nhu cầu hơn nữa thì chúng tôi xin rút lui, chứ không có làm nổi. Cái điểm đó là cái điểm không thay đổi. Xin nhấn mạnh cái chỗ này, tức là từ 60 phút cho tới 90 phút, cố gắng sẽ 90 phút nhưng mà không hơn. Chỉ có hôm nào có những cái vấn đề mà hơi rắc rối hoặc mà mình còn thêm cái nhiều ý tưởng thì có thể kéo dài thêm 5-10 phút nữa. Nhưng mà chúng tôi cố gắng rất rất là cố gắng và giữ tối đa là 90 phút. Và nếu mà được anh chị quan hỷ thông cảm thì cho phép thì có thể uyển chuyển linh hoạt, linh động từ 60 cho tới 90 phút. Nhưng mà 90 phút là tối đa, không có hơn. Đó là một điểm. Chị Nhật Quỳnh nghe rõ nha, có gì trình lại sư Trí Đức với lại các anh chị khác trong ban điều hành.
là tối đa là 90 phút. Điểm thứ hai là cái giờ bắt đầu. Thì ngày xưa nhiều năm rồi, mỗi sáng thứ hai thì chúng tôi bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam và kết thúc 90 phút nữa là đúng 7 giờ giờ Việt Nam. Có khi thì cũng kéo dài 5-10 phút gì đó, nhưng mà không có kéo dài lâu, mà đó là trường hợp hiếm rồi. Thông thường là chúng tôi ngưng khoảng 7 giờ, bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng tới 7 giờ. Nhưng mà sau này tức là khoảng giữa năm ngoái đó, thì có một số anh chị ở Việt Nam nói rằng thứ hai là phải lo đi dậy sớm, lo đi làm. Thường thường ngày thứ hai là ngày đầu tuần, thành ra không có ở lâu trong room được. Mà 7 giờ thì sợ sau đó là phải lo cơm nước hay là lo trang điểm sửa soạn rồi đi làm thì nhiều khi không kịp. Hoặc là nếu mà lo đi làm thì bỏ hết khoảng 5-10 phút sau của room không có nghe được. Đó là cái lý do, đó cũng do sự yêu cầu của một số anh chị ở Việt Nam. Thành thử đề nghị bây giờ làm sớm hơn một chút. Thay vì trong mười mấy năm qua là 5 giờ rưỡi sáng cho tới 7 giờ sáng, thì bởi vì lo phải sửa soạn đi làm sáng sớm thứ hai đó, thành thử dời sớm một chút để kết thúc 6 giờ rưỡi sáng thứ hai. Do đó mà chúng tôi dời sớm hơn 30 phút, tức là từ 5 giờ cho tới 6 giờ rưỡi sáng. Chỗ này chữ Nhật Quỳnh có nắm được chỗ này chưa? Hiểu chỗ này. Và cái đó là do yêu cầu của một số anh chị ở trong room này. Và bắt đầu từ khoảng, chúng tôi nhìn lại chắc có lẽ cũng khoảng giữa năm ngoái, tức là khoảng, không nhớ lắm, chúng tôi có thể xem lại cái mấy cái thông báo này, có lẽ khoảng tháng 9, tháng 10 vậy, năm ngoái. Thì làm như vậy cho tới tháng 12. Tháng 12 rồi chúng tôi đi Mỹ, đang xin nghỉ mấy tuần. Rồi về qua đầu năm nay là 2020 thì làm được một tháng nữa thì chúng tôi lại phải đi thăm cháu ngoại ở miền Đông nữa. Đó, dạ đúng rồi. Thành thử ra đó là cái giờ sinh hoạt là cũng do yêu cầu của một số anh chị ở trong room mà dời sớm hơn từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ, từ 5 giờ từ mấy bây giờ là sớm hơn, tức là từ 5 giờ cho tới 6 giờ rưỡi sáng, 5 giờ tới 6 giờ rưỡi sáng, sáng thứ hai. Để sau đó thì có một số phải sửa soạn lo đi làm, lo cơm nước hay sửa soạn trang điểm và đi làm. Thật ra phải dời sớm thì giống như tương tự như sáng chủ nhật của sư Liễu Tông thôi. Nhưng mà sư Liễu Tông thì chỉ làm một tiếng đồng hồ, còn mình ở đây là mình làm tiếng rưỡi. Tức là từ 5 giờ tới 6 giờ rưỡi sáng. Rồi bây giờ có yêu cầu dời lại giờ cũ, tức là từ 5 giờ rưỡi sáng cho tới tới 7 giờ cũng được thôi. Cái chuyện đó là được, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà không làm sớm hơn được. Tức là nếu mà nói rằng yêu cầu là 4 giờ rưỡi sáng thì chúng tôi không làm được. Vậy thì ta có thể bắt đầu từ 5 giờ hoặc là 5 giờ rưỡi sáng và kéo dài 1 tiếng rưỡi, tức là 90 phút. Thì được, mà có thể co giãn được. Đã có hai cái điểm chúng tôi không làm được. Thứ nhất là không bạc đảm trách hơn 90 phút. Cái điều đó là cái điều không làm được. Tối đa là 90 phút thôi. Mà thật sự ra là chúng tôi mong mỏi là có thể bây giờ lớn tuổi rồi có thể giảm xuống còn 60 phút nữa. Ra xin quan hỷ tùy duyên uyển chuyển cho chúng tôi từ 60 cho tới 90 phút. Bây giờ phải viết nó rõ chỗ này. Thì ok. Chứ còn hơn nữa thì không được. Lớn tuổi rồi, không có nói chuyện lâu được, không có sinh hoạt lâu được. Mệt lắm. Thứ hai là hoặc là bắt đầu từ 5 giờ. Hay là bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng. Đó bây giờ đó là để tùy các anh chị quyết định ha. Hoặc là 5 giờ hay là 5 giờ rưỡi sáng. Nhưng mà không thể làm sớm hơn nữa. Đó là cho tiện cho cái sinh hoạt của chúng tôi bên này. Không có thể làm sớm hơn.
Có thể làm trễ hơn chút xíu được, nhưng mà chỉ như vậy thôi. Tức là điểm thứ hai là hoặc là 5 giờ sáng hoặc là 5 giờ rưỡi sáng bắt đầu. Thì cái đó thì mời thỉnh ý của chị Nhật Huỳnh cũng như sư Trí Đức và các anh chị khác trong room. Rồi bây giờ không biết chị Nhật Huỳnh nghĩ sao. Chỉ xin như vậy thôi. Hoặc là chúng ta tiếp tục giống như giờ mấy 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 tuần qua thì là bắt đầu từ 5 giờ rưỡi sáng, hoặc là chúng ta trở về cái giờ cũ cũ xưa, tức là mấy năm trước là hoặc là chúng ta bắt đầu từ 5 giờ sáng như mấy tháng gần đây, hoặc là chúng ta bắt đầu là 5 giờ rưỡi sáng như là mấy năm trước. Rồi đó chỉ là cái điểm thứ hai đó thôi. Dạ thôi bây giờ xin mời chị Dân Quỳnh nha. Dạ. Sa thú kính cảm ơn Vinh Pháp Hữu rất là nhiều. Dạ con xin phép ngài Trí Đức ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ tại vì nếu mà như lời đề nghị của Vinh Pháp Hữu thì Nhục Quỳnh xin ý kiến đạo tràng. Vinh Pháp Hữu nói Vinh Pháp Hữu không thể giảng dạy nhiều giờ hơn ngoài 90 phút hoặc không thể sớm hơn nữa. Thì bây giờ nếu mà Vinh Pháp Hữu sức khỏe như vậy, bây giờ theo Nhục Quỳnh thấy là cho tiện trong cái room này, cho tiện quý vị học cũng như cho tiện ngài Trí Đức giảng dạy bài học trong cái giờ Vinh Pháp Hữu chưa tới, thì quý vị có đồng ý nha, có đồng ý là mình coi như là từ bắt đầu 5 giờ rưỡi Vinh sinh hoạt tới 6 giờ rưỡi hay không? Dạ có đồng ý như vậy không? Dạ không, 7 giờ thì không rồi, dứt khoát là không rồi, room này là đóng cửa sớm. Không, tại Vinh Pháp Hữu một tuần lễ Vinh có giảng có một ngày thôi, mà room sinh hoạt tới 7 ngày thì còn 6 ngày còn lại là đóng room là 6 giờ rưỡi, là đóng room 6 rưỡi thôi, không có kéo lên tới 7 giờ. Nên đó là bây giờ quý vị có đồng ý là Vinh Pháp Hữu sẽ giảng 60 phút như lời đề nghị của Vinh là 60 phút, tức là có nghĩa là 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi không? Ngày còn lại một tiếng đồng hồ đầu thì chúng ta ngài Trí Đức sẽ dạy chúng ta những bài kinh. Còn nếu mà sinh hoạt mà 5 giờ còn cái có 4 rưỡi tới 5 giờ, có nửa tiếng đầu, thì trong trung quý vị không có học hành gì được. Theo ý quý vị sao? Giờ mời Kim Nhung, mời quý vị để giải quyết hôm nay cho nó đâu ổn thỏa để từng tới mình không phải đu bu nữa. Dạ mời Kim Nhung và mời quý vị trong đạo tràng cứ đưa bàn tay lên. Nếu mà sinh hoạt như là Vinh Pháp Hữu thì 5 giờ rưỡi tới 6 giờ rưỡi là hợp tình hợp lý nhất, mà ngài Trí Đức cũng có thể dạy cho ta những cái bài học. Còn nếu không mình cứ lưu bu như hồi nãy giờ mình chẳng học được gì. Dạ kính mời chị Metta. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mài Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không? Dạ cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Và trước hết con kính lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào Huynh Pháp Hữu và kính chào toàn thể đạo tràng. Và hồi nãy giờ thì Metta cũng nghe những lời đề nghị của ngài Trí Đức cũng như là những lời đề nghị của Huynh Pháp Hữu. Thì theo Metta nghe được thì theo ý của Metta thôi, còn quý vị thì Metta không biết, nhưng mà theo như vậy thì ta dung hòa. Thế là Huynh Pháp Hữu cũng lớn tuổi rồi, mà Huynh nói là Huynh chỉ sinh hoạt tối đa là 1 tiếng rưỡi thôi, 90 phút hoặc là bớt hơn 60 phút thôi, thì như vậy chúng ta để 1 tiếng đồng hồ đầu giờ cho ngài Trí Đức, cho room sinh hoạt. Rồi đến 1 tiếng sau đó thì để dành cho Huynh Pháp Hữu. Có nghĩa là thay vì trước đây thì 4 giờ rưỡi 4 giờ tụng kinh lễ bái Tam Bảo thì 4 giờ rưỡi xong, thì chúng ta sinh hoạt ngài Trí Đức vô sinh hoạt 1 tiếng đồng hồ, rồi sau đó còn lại thì để dành cho Huynh Pháp Hữu 1 tiếng nữa. Như vậy thì đó là ý kiến của Metta thôi.
Không biết quý vị như thế nào thì quý vị tùy mấy ta thấy vậy là cũng phù hợp cho huynh pháp hữu mà cũng phù hợp cho cái room của mình. Dạ thôi thì mấy ta nhường mic lại cho quý vị khác ạ. Alo ạ. Alo, đạo tràng có nghe con nói được rõ không ạ? Alo, dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Thanh Tâm, kính chào huynh pháp hữu ạ. Đây là ý kiến của riêng con, thì con xin đề nghị là giữ lại giờ như cũ, có nghĩa là theo giờ Việt Nam là từ 5 giờ cho tới 6 giờ 30. Cái thời gian đầu thì rất là ngắn, có 30 phút từ 4 giờ 30 cho tới 5 giờ thì mình có thể mình trao đổi ở trong lớp những vấn đề mà mình còn thắc mắc hoặc là những vấn đề gì mình cần giải quyết trong tuần. Thì 4 giờ 30 á, thì mình tiếp thu bài học của huynh pháp hữu, vì riêng con thấy cái bài học này nó rất có lợi ích, mà nhất là trong cái thời buổi mà đại dịch như thế này. Thành ra con rất là muốn tiếp thu những cái kiến thức mà từ huynh pháp hữu như vậy. Dạ, đây là ý kiến của riêng con ạ. Dạ, xin, con xin xuống mic ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con kính bạch Ngài Trí Đức. Con nhìn theo ở trong đạo đàn thì có vị như muốn thế này, có vị muốn thế khác. Nhưng mà cuối cùng lại thì con thấy cái điều chị Metta đề nghị đầu tiên là trong group này cũng có nhiều vị đề nghị nữa. Thì con thấy là tốt nhất là huynh pháp hữu cũng lớn tuổi rồi, cũng cần sinh hoạt ít thôi thì 1 tiếng đồng hồ thôi. Còn lại 1 tiếng đồng hồ đầu thì đạo tràng này còn có sự lợi ích cũng học kinh tam bảo cũng là điều tốt, không có cái gì, không có phí thời gian. Và bây giờ thì con cung thỉnh Ngài. Dạ, Ngài Trí Đức có nghe được âm thanh con không? Ngài quyết định cuối cùng để cho room sinh hoạt sao được lợi ích ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Sa thủ sa phật hữu, thời gian này là cái thời gian của huynh pháp hữu. Thì huynh pháp hữu đưa lên 2 phương án, 5 giờ đến 6 rưỡi tức là 90 phút, và 5 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi tức là 60 phút. Đây là quyền quyết định của pháp hữu trong 2 phương án này, tức là Sik Metta đưa lên, Sik Kim Nhung đưa lên. Bây giờ huynh pháp hữu quyết định trong 2 phương án này thì huynh pháp hữu chọn phương án nào? Xin mời huynh pháp hữu ạ. Alo. Huynh pháp hữu. Sa thủ. Dạ, alo. Là con cảm ơn sư Trí Đức. Bây giờ nếu mà sư Trí Đức cho con lựa chọn á, và để cho nó uyển chuyển á, thì con sẽ chọn phương án 1, tức là từ 5 giờ tới 6 giờ rưỡi. Nhưng mà để uyển chuyển linh động á, thì cho phép con có những bữa con sẽ kết thúc sớm. Nghĩa là có thể kết thúc trong khoảng từ 6 giờ tới 6 rưỡi. Bắt đầu từ 5 giờ. Thì sẽ cố gắng duy trì cho khoảng 60 phút, nhưng mà linh động cho tới 90 phút, không biết có được hay không, hay là phải kết thúc đúng giờ. Nếu mà kết thúc đúng giờ thì cũng được. Như vậy thì có thể là bắt đầu từ 5 giờ tới 6 giờ. Sau đó thì cố gắng thêm 30 phút nữa, mà nếu mà không cố gắng được thì có thể thêm 5-10 phút nữa thôi. Nhưng mà nhất định sẽ ngừng 6 rưỡi. Không biết cái chuyện đó có được hay không, hay là phải bắt buộc là phải
bắt buộc là phải 60 phút hay là 90 phút. Đôi khi mình thấy nó cũng hơi hơi cứng. Nếu mà mình được cái uyển chuyển thì tốt. Nhưng mà con cũng hiểu trong rung nữa, cũng phải sinh hoạt, cũng phải có giờ giấc đàng hoàng. Như vậy thì thôi bây giờ bắt đầu từ từ 5 giờ sáng đi, như cũ đi ha. 5 giờ sáng. Rồi cố gắng, chúng tôi sẽ cố gắng cho xong 6 rưỡi. Nhưng mà chúng tôi mệt lắm, sau này thấy mệt lắm. Thành thử ra khoảng 6 giờ tới làm 60 phút là thấy bắt đầu mệt rồi. Không còn cái ý tưởng gì nhiều nữa đâu. Nhưng mà cũng sẽ cố gắng như thế nào. Còn nếu mà để khoảng 1-2 tuần nữa, mình cứ làm lại như thế này, bắt đầu từ 5 giờ. Rồi nếu mà mình thấy 90 phút dài quá thì lúc đó thì mình sẽ xét lại. Xét lại. Như chuyện này thì mình làm mà mình cùng quan hỷ với nhau thì nó mới có lợi. Nếu như vậy thì xin cũng như cũ thôi. Tức là bắt đầu từ 5 giờ sáng giờ Việt Nam. Bây giờ thì không biết là các chị Nhật Quỳnh có nghe rõ chưa? Dạ, nghe được chưa? Bây giờ chúng tôi xin bắt đầu luôn. Bây giờ nhìn đồng hồ thì cũng gần 6 rưỡi rồi. 6 rưỡi giờ Việt Nam rồi thì... Bởi vì khi chúng tôi không có đổi giờ được. Bên này thì đi sớm hơn Việt Nam 1 giờ. Thì bây giờ Việt Nam là 5 giờ rưỡi. Dạ. Nhiều khi mình không có tính được. Đó là cũng là một cái điều mà mình học được. Mình phải thông cảm với nhau. Nhất là chúng ta sinh hoạt như là quốc tế là những cái múi giờ khác nhau. Chỉ là nói nội ở trong nước, thí dụ như trong một cái room mà có những toàn là những anh chị em ở trong nước sinh hoạt với nhau thì cũng có khi có những cái múi khác nhau rồi. Có người ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc, có người lớn tuổi về hưu rồi, có người thì trẻ tuổi cần phải đi làm, hoặc là có người đã phải có công ăn việc làm khác nhau. Thì đôi khi cái giờ sinh hoạt nó cũng không có giống nhau. Đó là một điều khó khăn. Ra nhiều khi mình cũng phải uyển chuyển thông cảm. Rồi cái điều thứ hai nữa, khi mà cái room mà mở rộng ra đón nhận các anh chị em ở trên quốc tế, ở trên thế giới, thì mỗi người ở mỗi nơi có một cái múi giờ khác nhau. Có người ở bên Mỹ thì bây giờ là tối, chiều tối. Có người ở bên Âu Châu thì bây giờ là nửa đêm. Có người ở Việt Nam, có người ở bên Thái Lan, bên Ấn Độ, có người ở bên Úc này. Chẳng hạn như chúng tôi ở bên Úc thì đi sớm hơn Việt Nam 1 giờ. Nhưng mà nói Úc không cũng không đúng. Úc có tới 3 múi giờ. Tại cái xứ Úc nó rộng, rộng như xứ Mỹ. Thành ra Úc nào? Úc ở miền Tây hay là Úc ở miền Đông? Úc ở miền Đông lại khác nhau 2 tiếng đồng hồ nữa. Là đi sớm nữa. Bây giờ ở đây là Việt Nam là 5 giờ rưỡi sáng sớm. Thì ở Tây Úc là 6 giờ rưỡi sáng. Nhưng lúc đó là ở Đông Úc là 8 giờ rưỡi sáng rồi. Tức là ở bên đó bắt đầu nhà hàng, cà phê rồi này nọ bắt đầu mở cửa. Người nào có công ăn việc làm là phải lo chuyện đi làm chứ không có nghe rung, nghe trong rung được. Chỉ có những người lớn tuổi ở nhà thôi mới theo dõi được thôi. Mình thử ra khi mình nói chuyện với nhau thì mình cũng thông cảm với nhau. Tức là cái mình phải hiểu cái người mà đề nghị hay là cái người cầm microphone để nói á, thì cái người đó ở chỗ nào, cái địa vị của họ ở chỗ nào, rồi họ nói trong cái hoàn cảnh của họ chứ không phải là họ nói trong cái hoàn cảnh của mình. Cái điều đó là nhiều khi nếu mình hiểu được như vậy thì mình dễ thông cảm với nhau. Cái điều đó cũng như khi mình nói chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau ngoài đời, gặp nhau nói chuyện còn chưa có thông cảm được, huống hồ gì trong một cái môi trường chẳng hạn như là không thấy mặt nhau mà không biết ai ở ai ở đâu hết, trong Pao Talk hoặc là ở trong Facebook hay là trong những cái mạng xã hội quốc tế khác, đôi khi cái chuyện hiểu lầm xảy ra thường xuyên, nhưng mà mình phải chấp nhận như vậy, chấp nhận như vậy. Cái điều đó mình chấp nhận là mình tu tập để có sự cảm thông, có sự uyển chuyển ở trong đó. Thì từ cái chuyện này sang chuyện kia thì chúng tôi xin bàn như vậy. Và cũng cần có thời gian để có kinh nghiệm nữa. Nhiều khi mình mới sinh hoạt thì mình còn chưa có quen được. Một thời gian thì mình có kinh nghiệm rồi mình hiểu nhau hơn. Nên nó cũng đòi hỏi có cái sự kinh nghiệm lâu dài nữa. Chứ không phải là tự nhiên mà mình hiểu được người khác. Và đó là một cái tiến trình tu tập thôi. Thật ra mình thấy những cái người mà họ sinh hoạt lâu năm rồi thì họ có cái nhìn
bao dung hơn, cũng như cái chuyện ngoài đời thôi. Những người lớn tuổi thì tương đối bao dung hơn những người trẻ tuổi. Trẻ tuổi thì hăng hái, bồng bột. Mình thấy cái chuyện đó là khi mình già rồi, từ từ rồi mình thấy qua hết rồi, mới cái chuyện đó mình bắt đầu mình thông cảm, phải có kinh nghiệm. Đó là cái chuyện mà chúng tôi xin chia sẻ chút xíu như vậy. Thôi bây giờ mình bắt đầu đi ha. Để trở lại, tóm lại thì bắt đầu tuần tới vẫn thử, mình thử thôi, mới có thể thay đổi theo nhu cầu hoặc là theo tình hình, theo tình thế. Mọi chuyện đều là vô thường hết. Nhưng mà vẫn thử như cũ, vũ như cẩn là vẫn như cũ. Tức là bắt đầu từ 5 giờ sáng giờ Việt Nam và cố gắng kết thúc 6 rưỡi sáng. Rồi 1-2 tuần nữa như thế nào, rồi nếu mà không có thuận tiện thì mình sẽ lại uyển chuyển, ngồi lại nói chuyện với nhau để thay đổi nữa. Thì cũng mong các anh chị hoan hỷ như vậy. Là con cũng nghĩ là sư Trí Đức cũng hoan hỷ. Và bây giờ xin bắt đầu. Và cũng như thường lệ thì chúng tôi kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Apivadeyami Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Bây giờ thì chúng tôi xin đi vào cái đề tài ngày nói chuyện của ngày hôm nay. Không biết có còn nghe rõ không ạ? Xin nếu mà nghe rõ thì thỉnh thoảng xin cho số 1 một cái bông hồng. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục có loạt bài nói chuyện trích từ trong cái cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết. Hello, không biết có còn có nghe rõ? Dạ, nghe rõ. Bởi vì thầy không thấy trong room có những cái tín hiệu gì hết. Cảm ơn. Bởi vì cái màn hình ở đây làm như nó đứng lại, ra không có thấy những cái lời chat của quý anh chị. Bây giờ thì nghe rõ rồi. Thì chúng tôi sẽ vào cái buổi đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay là chương thứ 6 của cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết. Và trong cái chương này thì chúng tôi không có soạn ra những cái biểu đồ nào hết. Tương đối thì cũng đơn giản thôi. Cái tựa đề là Giảm Đau Trong Tỉnh Thức. Và chương này thì nói về bốn cái nền tảng để chúng ta lập niệm và về cái sự ý thức của mình trong cái tiến trình tu tập. Một người hành giả tu tập thì thấy được năm căn mắt tai mũi lưỡi thân, năm quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức,
cũng như là năm căn, sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều là thay đổi luôn luôn, vô thường. Cho nên mình đau thì mình có biết như vậy, mình biết để mình có thể mà mình chịu đựng được cái cơn đau của mình. Và bởi vì sáu căn nó là sáu cái cửa, nó là vô thường, và khi tiếp xúc với lại sáu cái đối tượng, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì có cái cảm thọ, và cái cảm thọ đau hoặc là cảm thọ lạc, hoặc là cảm thọ không đau không không lạc, thì nó cũng chỉ là vô thường, nó thay đổi luôn luôn thôi. Thành ra khi mà mình cố gắng mình nhận thức như vậy, mình tu tập, thì mình có thể chịu đựng được, lướt qua được những cái cơn đau. Bởi vì đau thì nó có hai phần. Cái phần thứ nhất Đức Phật có thường hay nói là đau về thể xác. Thể xác là ai cũng đau, không có tránh được, sinh lão bệnh tử. Nhưng mà cái thứ hai là cái mà nó làm sự khác biệt giữa cái người khó tu tập và không có tu tập, là đau về tinh thần, cái phản ứng của cái tâm mình. Như khi mà mình có cái sự tiếp xúc, tức là có cái thọ, thì mình có thọ khổ, hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ trung tính, không khổ không lạc, nhưng mà mình dừng ở đó, cái thọ mình không thể nào mình tránh được. Cơn đau hoặc cơn thấy sướng này kia, mình không tránh được, tự động nó có, nó xảy ra khi có sự tiếp xúc. Nhưng mà rồi tiếp theo cái phản ứng của mình, tức là cái ái, mình thấy thọ khổ thì mình cũng có ái, nhưng mà ái này là ngược, tức là mình giận, mình muốn đẩy nó đi, tức là cũng có cái muốn ở đó, nhưng mà muốn không đau, tức là mình cũng có cái ái, mà cái ái này là cái ái để mà không đau. Hoặc là khi mà mình có cái cảm giác khoái lạc, sung sướng thì mình muốn giữ hoài, tức là cái ái ở đó. Ra cái hình thức mà mình sân hận cũng là một hình thức ái, nhưng mà nó là ngược lại, nó đối nghịch lại cái ái. Thì đó là cái mình có thể kiểm soát được. Đó là cái sự khác biệt. Mình biết đau mình cũng biết, sướng mình cũng biết, chứ không phải là không. Nhưng mà mình buông ở đó, mình ngừng ở đó, mình nhìn cái cơn đau đó, nó tăng tới cực độ rồi nó hạ xuống, tăng lên rồi hạ xuống, chứ mình không có chạy theo, phản ứng theo cái cơn đau đó. Rồi nói tóm lại, Đức Phật có một câu nói và một lời khuyên mà chúng tôi thấy rất là tâm đắc và rất là biết ơn Ngài. Tức là khi cái thân nó đau thì đừng để cái tâm nó đau theo. Nói thì dễ, nhưng mà dĩ nhiên mình lập nó ra như một câu châm ngôn, một cái tiêu chí để tu tập mình hướng về đó. Tức là thân là đau nhưng mà không thể nào tránh được. Nhưng cái mình có thể quản lý được, tu tập là cái tâm phản ứng của mình. Đừng để cái tâm nó đau theo. Thân đau nhưng mà không để cái tâm nó đau theo. Điều đó thì lý tưởng khó lắm, nhưng mà mình tập từ từ. Và càng lớn tuổi rồi mình thấy cái câu châm ngôn đó là càng có thích hợp. Thành ra những người trẻ tuổi chưa đau cũng nên tập. Sướng quá cũng đừng theo nó, nhưng mà đau quá cũng đừng có khổ, đừng có mà quán hờn. Phải tập làm sao mà nó đau là mình chỉ nhìn nhận nó vậy thôi. Đó là cái điều đơn giản, nhưng mà cần phải tập. Tập thì từ từ nó mới thành một cái thói quen, một cái phản ứng tốt. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc cái phần dịch của cái chương này, cái chương 6 trong cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. Cái chương này có tựa đề là giảm đau trong tỉnh thức. Tức là mình dùng cái sự thức tỉnh của mình để mình có thể nhìn cái cơn đau, rồi từ đó mình giảm được cái tâm phản ứng của mình với cơn đau đó. Giới thiệu. Nhân vật chính của bài kinh trong chương này là về một vị đệ tử nổi tiếng của Đức Phật tên là Anuruddha. Mình hay âm theo Hán Việt là Analut hay là Anậu Lâu Đà. Analut là những cái trong cái kinh điển ngày xưa. Bây giờ thì chúng tôi thấy những cái bài dịch mới bây giờ, ngay trong kinh điển của Bắc Tông, thì được dịch là Anậu Lâu Đà, Anuruddha. Trong các bài kinh nguyên thủy, Ngài Anuruddha được ghi lại như là một vị thiền giả thành tựu đặc biệt xuất sắc trong số các vị đệ tử của Đức Phật, đạt được một khả năng siêu thường gọi là mắt thần hay là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông dựa trên mức độ thành tựu tâm tập trung cao độ, là khả năng có thể thấy được những gì ở xa,
kể cả các cõi giới hiện hữu trong vũ trụ Phật giáo. Chỗ này chỗ mình đáng ghi nhận. Ghi nhận là không phải là nói về cái thần thông của ngã nu của ta. Bởi vì chúng ta nhớ cái chỗ này đặc biệt là khi, nếu các anh chị còn nhớ, trong nhất là trong cái dịp Vesak, lại lễ Vesak, lễ tam hợp vừa qua, tức là tam hợp tức là mình cử hành lễ để tưởng niệm ngày đản sinh cùng vị Bồ Tát, ngày thành đạo, Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập diệt bát niết bàn. Thì trong giờ phút mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật nhập thiền. Ngài nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi không vô biên xứ, khấu tức vô biên xứ, vô sở hữu định xứ, rồi phi tưởng vi vi tưởng xứ, rồi ngài trở xuống trở lại xuống nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới ra khỏi tứ thiền là ngài nhập diệt. Thì cái vị mà có thể theo dõi được cái tiến trình nhập diệt của Đức Phật thì chỉ có ngã nu của ta. Mà một có thể theo dõi được rõ ràng như vậy là phải có một cái căn bản. Đấy là điều đó chứng tỏ rằng ý gặp ngầm hiểu, chúng ta hiểu rằng ngài có một mức độ thiền định rất cao. Ngài có mức độ thiền định rất cao. Và Đức Phật cũng tán thán ngài trong một cái bài kinh ở chi bộ cũng như tăng nhất A Hàm, thì nói về những sự xuất sắc của mỗi vị đệ tử, thì trong đó thì có nói đến ngài Anuruddha, ngài Anauloda, ngài giỏi về thần thông. Và muốn có thần thông thì phải có định, phải nhập những cái mức thiền như vậy. Thì đó là nói về đặc biệt của ngài Anuruddha. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Kinh Nalakapana trong Trung Bộ, kinh số 68, và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm, bài kinh số 77 của Trung A Hàm, ghi lại khi ngài Anuruddha vừa xuất gia cùng với ngài Nandiya và Kimbila, hai vị này cũng được đề cập cùng tu tập với ngài Anuruddha trong một dịp khác ở kinh Tùy Phiếu. Nhận được lời chỉ dạy của Đức Phật để đắc được mức định thâm sâu. Điều này cho thấy trong những năm đầu tiên của đời xuất gia, ngài Anuruddha chung sống với ngài Nandiya và Kimbila. Hai người kia cũng là những đệ tử cũng chúng tôi sẽ có dịp sẽ đạt tới ha, trong đó cũng trong cái dòng họ Thích Ca. Và thần nói đến ba vị này cũng như huynh đệ đồng tu với nhau. Có những cái bài kinh nói vậy, đồng tu với nhau. Trong bài Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, Trung Bộ 31, và bài kinh tương đương trong Tăng Nhất A Hàm, kinh 24.8, tức là kinh số 8 của chương 24 của Tăng Nhất A Hàm, ghi lại một dịp khác khi ba vị này cùng sống với nhau, ngài Anuruddha báo cáo với Đức Phật về sự thành công của cả nhóm trong công phu hành thiền đắc định thâm sâu, đạt đến mức diệt thọ tưởng định. Điều này có nghĩa là khả năng đạt đến trạng thái không còn thể nghiệm bất kỳ một cảm giác nào. Ở đây có nhấn mạnh chứ, có hai điều. Thứ nhất là nói rằng có nhiều bài kinh nói cả ba vị này là những bạn đồng tu với nhau. Và thứ hai có ý nói rằng, nhấn mạnh ở đây là ba vị này có một cái mức hành thiền rất cao. Có thể nhập thiền, thiền ở đây là thiền chỉ, đến mức diệt thọ tưởng định, tức là cao nhất tầng thiền thứ 8, tức là lúc đó là không còn cái cảm thọ nữa. Mình nhớ như vậy, tức là có thể không còn cái là cái một cái cảm giác nào. Các vị mà khi mà nhập tới cái mức định đó là cũng bị không có cái cảm giác nào hết. Trong bài kinh ở chương này, ngài Anuruddha hiện không còn chung sống với ngài Nandiya và Kimbila nữa. Tuy nhiên, sự kiện ngài được một nhóm các vị tỳ khưu đến thăm viếng chứng tỏ bây giờ ngài đã nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Chút nữa chúng ta sẽ đọc đã biết là có nhiều người tới thăm ngài, tức là quan tâm đến các cơn bệnh của ngài. Thế là ngài cũng nổi tiếng rồi, hay là thành vị thầy, nhiều người thương, nhiều người biết, người ta nghe đau và tới thăm. Điều này cho thấy có lẽ câu chuyện xảy ra trong khoảng thời kỳ sau trong đời tu của ngài, khi ngài đã đắc được các bức định tâm thâm sâu mô tả trong Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò và kinh tương đương. Chú giải Tăng Chi Bộ còn cho biết ngài có được một thiên nhãn thông sau khi đắc tứ thiền trong những mùa hạ đầu tiên sau khi xuất gia. Chú giải có nói thêm về cuộc đời của ngài. Thật ra ở đây mình nhớ chỗ này không phải chỉ có ngài Anuruddha thôi, ở đây chúng tôi xin mở ngoặc nói thêm ngay cả cuộc đời Đức Phật và cuộc đời của nhiều vị trưởng lão khác
Ngài Sot, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, thì những chi tiết về sinh hoạt của các vị đó, kể cả Đức Phật, thường thường, thông thường được ghi lại ở chú giải, tức là viết ra sau này, khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, những câu chuyện đó. Còn trong kinh tạng, trong chánh kinh thì ít có đề cập, chỉ đề cập đến những cái bài giảng để chúng ta tu tập thôi. Còn các vị sinh hoạt như thế nào thì những cái chi tiết đó ít có được trình bày hay là đề cập đến. Thật ra mình ghi nhận cái chỗ này để mình biết. Rồi sau này bây giờ là mình đọc những cái cuốn sách nói về cuộc đời của vị này, vị kia, này kia, mình phải để ý chỗ đó. Tức là đa phần những cái thông tin đó, những cái chi tiết đó là dựa theo chú giải. Ra mình đôi khi mình cũng phải cẩn chỗ này để về cái tính chính xác của những cái chi tiết đó. Tức là những cái chú giải đó được viết ra khoảng 1000 năm, nghe theo những cái truyền tụng từ đời này qua đời sau, khoảng 1000 năm sau mới viết ra những cái bản chú giải này. Thành ra có thể là chỉ là dựa theo những cái gì mà ngay trong cái thời đó, tức là khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, những cái chi tiết đó nhiều khi mình phải cẩn thận để đừng có cho nó là tính xác quyết là những cái thông tin chính xác 100%. Có thể chính xác nhưng mà không, mình cũng nhớ là nó qua một cái thời kỳ khoảng 1000 năm truyền khẩu rồi mới viết xuống. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Điều chú ý ở đây là mặc dù có khả năng an trú trong việc thọ tưởng định, bài kinh cho thấy khi phải chịu đựng những cơn đau đớn thể xác, Ngài Anuruddha đã không dùng khả năng này. Cách tiếp cận của Ngài là không ngăn chặn cơn đau bằng cách đem tâm an trú vào mức định không còn những cảm giác. Thay vào đó, Ngài quyết định đối mặt với cơn đau bằng niệm tỉnh thức. Cái điều này là cái điều quan trọng. Tức là Ngài Anuruddha là Ngài có thể nhập thiền vào trong cái trạng thái diệt thọ tưởng định, tức là không còn cảm giác gì hết. Thì lúc đó là dầu cho cái thân xác của Ngài có bị đau đến mức mấy thì Ngài không có cảm giác. Nhưng mà Ngài không có nhập thiền, Ngài chỉ để một cái trạng thái bình thường để nhìn cái cơn đau, để chịu đựng cái cơn đau. Tức là Ngài đau ghê lắm nhưng mà Ngài chịu đựng, chịu bằng tỉnh thức và sự ghi nhận. Đó, cái điều đó là mình để ý ha. Nhiều khi có những cái lúc mà mình muốn nhập thiền, hành thiền mình đau quá, muốn nhập thiền cho nó hết đau ha. Thì không phải như vậy. Bởi vì cái điều cần ở đây là mình làm sao phát triển trí tuệ, thấy được cơn đau, cái sự sinh diệt của cơn đau nó như thế nào. Cái đó là cái mấu chốt của sự tu tập. Đây là một mẫu mực về thái độ đúng đắn đối với cơn đau. Chỉ là đối mặt với nó bằng niệm. Bất cứ ai có một mức độ tu tập tối thiểu cũng đều có thể đối mặt với cơn đau bằng niệm. Không nhất thiết đòi hỏi phải có các mức định thâm sâu. Cách thức tiếp cận với các cơn đau thể xác trong bài kinh có thể áp dụng cho nhiều người, không phải chỉ dành riêng cho các hành giả có nhiều thành tựu. Tức là không phải chỉ có những vị nào mà hành thiền cao là mới chịu đựng cơn đau được. Những người bình thường đó, mình cũng có thể tập chịu đựng cơn đau để mình nhìn thấy cái sự sinh diệt của từng cơn đau. Một bài kinh khác trong Tương Ưng Bộ ghi lại câu chuyện Ngài Anuruddha chịu đựng nỗi đau với niệm, tức là trong 52.10, tức là trong Tương Ưng Bộ, bài kinh số 10, chương 52. Có hai bài kinh tương đương được tìm thấy trong Tạp A Hàm. Bài kinh đầu ghi lại khi Ngài còn đang bị bệnh và bài kinh sau ghi lại khi Ngài khỏi bệnh. Bài kinh đầu khi Ngài còn đang bị bệnh được trình bày ở đây. Trong bài kinh tình trạng bệnh của Ngài Anuruddha mô tả theo công thức tiêu chuẩn về một căn bệnh nghiêm trọng. Ở đây có cái đánh dư một chữ. Trong Tạp A Hàm mô tả đó được ghi ra một lần trong bài kinh về một vị tỳ khưu khác là Ngài Khê Mắc Cá, sẽ được trình bày trong chương 11 và trong các bài kinh tiếp theo. Tình trạng bệnh trầm trọng chỉ được ghi vắn tắt và quy chiếu về bài kinh đầu tiên. Các ví dụ sống động trong công thức tiêu chuẩn trên được hiểu nên được hiểu như là các mô tả về tình trạng có bệnh, không phải là biểu hiện của bất kỳ nỗi thống khổ của người bệnh.
Rõ ràng đây là trong trường hợp của Ngài Anuruddha, bởi vì toàn bộ luận điểm chính của bài kinh là Ngài không bị áp đảo bởi cơn đau thể xác mà Ngài trải qua. Và cái bài kinh mà chúng tôi sẽ đọc tiếp theo là để chứng tỏ cái sự tu tập của Ngài Anuruddha. Ngài chịu đựng đó mà Ngài nhìn cái cơn đau đó. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần kinh văn trích từ trong cuốn trong Tạp A Hàm, bài kinh số 540. Các vị còn nghe rõ nha. Sở Hoạn, tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Anuruddha, tức là phiên âm Hán Việt của Anuruddha, đang ở tại Tinh Xá Tòng Lâm, rừng cây Tùng, nước Xá Vệ, thân bị bệnh và đau đớn. Lúc ấy có một nhóm các tỳ khưu đi đến chỗ tôn giả Anuruddha. Sau khi lễ phép chào hỏi, họ đứng qua một bên, thưa với tôn giả Anuruddha: Thưa tôn giả Anuruddha, bệnh của tôn giả nặng hay nhẹ, có chịu đựng được không? Bệnh giảm dần dần, không tăng thêm chăng? Hỏi có bệnh ông, cái bệnh của ông như thế nào? Bớt chưa? Có bớt chưa? Đây là cái kiểu thông thường. Tôn giả Anuruddha đáp: Bệnh tôi không yên, thật là khó chịu đựng. Toàn thân đau đớn, càng lúc nặng thêm, không bớt. Giống như người có nhiều sức mạnh bắt lấy người yếu đuối, dùng dây trói chặt vào đầu cùng hai tay, rồi siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. Hiện nay sự đau đớn của thân tôi còn hơn cả người kia nữa. Tức là cái cách mô tả của người xưa cái cơn đau như thế nào. Giống như một cái người mà mình bị mấy người ta khác, họ lấy cái sợi dây họ quấn chung quanh vô đầu mình, hai tay họ siết lại, tức là nó đau. Rồi bây giờ một cái mô tả khác nữa: giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội tạng ra, làm sao con bò có thể chịu đựng nổi sự đau đớn ở bụng? Hiện nay sự đau đớn ở bụng tôi còn hơn cả sự đau đớn của con bò kia. Tức là bây giờ tâm là cái tình trạng con bò, mình cũng giống như con bò. Ông đồ tể ông tới, ông mổ bụng mình ra, ông lấy nội tạng, đau như thế nào? Cái này thì chúng tôi có thể thông cảm được, bởi vì thời gian gần đây chúng tôi bị bệnh đau dạ dày, đau bao tử. Mỗi lần ăn xong khó tiêu, không có dám ăn nhiều. Đôi khi ngồi tự nhiên nó đau bụng nó quặn thắt lên. Thành thử ra mình thấy được, mình có thể thông cảm được khi mình có cái cơn đau như vậy. Giống như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo trên lửa rồi đốt chân người ấy. Hiện nay hai chân của tôi còn nóng hơn hai chân người kia. Bệnh tôi càng lúc càng nặng thêm, không bớt. Cũng như bị người ta bắt lại. Mà hai cái người lực sĩ khỏe mạnh họ bắt mình, họ kéo mình lên, treo mình lên một cái nhóm lửa, một cái đống lửa như vậy, nó hơ cái chân mình, đốt cái chân mình đau nhất cái chân như thế nào. Cái này mình cũng ngay bản thân chúng tôi cũng có thể có cái cảm nhận được, không có nóng như vậy nhưng mà nhức cái khớp xương. Đi đâu mà lâu về, chẳng hạn như hôm trước đi Việt Nam rồi trở về đây nó đau, những cái khớp xương chân tại mình đi nhiều quá. Đau tới đầu gối, ngồi nó đau nhất vô cùng. Bây giờ mình mới hiểu được như vậy. Dù thân tôi bị đau đớn như thế này, nhưng tôi vẫn chịu đựng được với chánh niệm, chánh tri. Tức là mặc dầu đau như vậy, nhưng mà Ngài vẫn chịu đựng. Ngài không có nhập thiền, Ngài chỉ để tự nhiên như vậy. Với cái sự hiểu biết, chánh niệm, chánh tri. Ở đây tức là sự hiểu biết và sự ghi nhận. Trong cái bản Hán Tạng là nhìn dục là chánh niệm, chánh tri. Tức là mình nhận thức rõ ràng, ghi nhận. Các tỳ khưu hỏi tôn giả Anuruddha: Tâm an trụ ở chỗ nào mà có thể chịu đựng được cái khổ lớn như vậy với chánh niệm, chánh tri? Như vậy lúc đó thì Ngài phải làm sao? Cái kiểu hỏi thông thường bây giờ là cái tâm của Ngài, Ngài để đâu? Tôn giả Anuruddha bảo các tỳ khưu: Tâm tôi trụ bốn niệm xứ, nên thân thể dù có đau đớn tôi cũng có thể chịu đựng được với chánh niệm, chánh tri. Tức là bài tâm của ông ở đâu? Tức là tâm ông nằm ở trên bốn cái đối tượng, tức là thân, thọ, tâm, pháp, bốn niệm. Bốn niệm xứ ấy là gì? Đó là
Niệm xứ quán thân trên nội thân, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán thân trên ngoại thân, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu trên thế gian. Niệm xứ quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu trên thế gian. Đó là nói về thân. Thật ra nói về thân ở đây nhắc lại, không biết anh chị có nghe rõ chỗ này. Để nhớ, khi mình nói chánh niệm thì mình phải có tinh cần niệm chánh tri hiểu biết và điều phục tham ưu. Tức là chánh niệm là phải cần có bốn cái yếu tố lúc nào cũng phải có. Tức là điều thứ nhất là mình phải tỉnh thức ghi nhận. Thứ hai là mình có phải có sự tinh tấn chứ không có dễ vui, tinh cần. Thứ ba là phải hiểu rõ cái bản chất của đối tượng. Tức là chánh tri ở đây, dùng cái chữ theo tiếng Hán. Thứ năm là phải điều phục được tham ưu thế gian. Tức là khi mình dùng cái đó mà mình không còn thấy tham lam hay ưu sầu nữa, cái tâm của mình gọi là tâm thiện. Thì phải có bốn cái điều đó thì mới gọi là chánh niệm. Đó là mình ghi, đó là thân. Rồi á, đối với cái thân á, thì thường thường chia ra làm ba. Tức là mình quán thân bên trong, tức là thân của mình, nội thân. Rồi mình nhìn cái người khác, mình nói rằng người khác khi mình đau như vậy thì người khác họ cũng đau như thế thôi. Cái thân của họ cũng không khác gì thân của mình. Tức là ngoại thân. Rồi sau đó là mình có sự thông cảm giữa mình với người. Người ta như vậy, mình cũng như vậy. Mình như vậy, người ta cũng như vậy. Thì đó là nội ngoại thân. Là theo cái cách nói của người xưa là cho nó đầy đủ hết. Mình không có phân biệt. Nhắc lại, thứ nhất là mình nhớ khi chánh niệm mà mình niệm thì phải có bốn yếu tố. Tức là phải có sự tinh tấn, có sự ghi nhận là niệm, rồi có sự hiểu rõ đối tượng là ba. Cuối cùng là phải không có tham ưu ở trên đó, không có tham và ưu sầu. Có bốn điều yếu tố. Rồi khi cái đối tượng là thân thì phải có ba cái mặt. Thứ nhất là cái thân của mình, đó là nội thân. Thứ hai là cái thân của người khác, là mình suy tưởng đến người khác cũng giống như mình để có sự thông cảm, tức là ngoại thân. Thứ ba là nội và ngoại thân, tức là giữa mình và người không còn cái sự phát khác biệt, nó cũng như nhau thôi. Không biết chị Nguyên Tuệ có nắm được cái chỗ này không? Đó là cái cách lý luận của người xưa. Ngọc Hân có đang nắm được chỗ này. Cách luận người xưa. Thì nói, đó là nói về cái thân. Và khi mình qua cái thọ, cái tâm, cái pháp thì cũng tương tự như vậy thôi. Cũng cùng một cái nguyên tắc như vậy thôi. Thì chúng tôi đọc tiếp. Niệm xứ quán thọ trên nội thọ, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian. Nè, mình thấy giống vậy. Bốn yếu tố như vậy. Đây là nội thọ, tức là cái thọ bên trong. Niệm xứ quán thọ trên ngoại thọ, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian, tức là cái thọ của người khác. Niệm xứ quán thọ trên nội ngoại thọ, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian, tức là mình niệm về cái thọ không có sự khác biệt, sự đồng nhất giữa mình với người. Nó là cái công thức thôi. Mới đầu thì mình chưa có quen, mình đọc mình thấy bỡ ngỡ, nhưng mà khi mình quen rồi, mình hiểu rồi thì mình đọc nhanh lắm, mình hiểu ngay. Niệm xứ quán tâm trên nội tâm, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán tâm trên ngoại tâm, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán tâm trên nội ngoại tâm, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu trên thế gian. Tức là nói về khoảng quán tâm. Niệm xứ quán pháp trên nội pháp, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán pháp trên ngoại pháp, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán pháp trên nội ngoại pháp, tinh cần niệm chánh tri điều phục tham ưu trên thế gian. Đó gọi là trụ bốn niệm xứ, có thể chịu đựng tất cả mọi đau đớn nơi thân với chánh niệm chánh tri. Các vị tỳ khưu cùng nhau bàn luận xong, tùy hỷ quan hỷ, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Ra mình thấy, ngay cả khi Ngài đau, Ngài chịu đựng như vậy, mà các vị tỳ khưu khác tới thăm Ngài, Ngài cũng cho biết, rồi Ngài chia sẻ như vậy. Thì đó là cái hình thức Ngài dạy. Tức là vừa có thân giáo, mà vừa có khẩu giáo. Tức là Ngài nói mà Ngài vẫn làm được, để người ta thấy, chứ không phải mình nói suông. Mình nói những gì mà mình có thể làm được. Ngài đang đau mà Ngài chịu đựng được bình thản là do Ngài tâm Ngài an trú trên bốn niệm xứ thân thọ tâm pháp, rồi Ngài mới giảng cho người khác. Như vậy thì mới có tính thuyết phục. Nói và làm đồng nhất với nhau, tri hành hợp nhất. Mình biết rồi mình làm, chứ không phải chỉ nói suông. Và mình thấy cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, tạo một cái gương. Bây giờ chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận.
Bài kinh Pali và bài kinh trong Hán Tạng đều nhấn mạnh về việc Ngài Anuruddha thực hành bốn pháp lập niệm Satipatthana: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán các pháp. Thuật ngữ pháp Pali là Dhamma, Sanskrit là Dharma, có nhiều ý nghĩa. Hai ý nghĩa nổi bật là pháp là lời dạy của Đức Phật và pháp nói chung là những hiện tượng. Hai ý nghĩa này đều liên quan đến sự lập niệm thứ tư, tức là quán các pháp. Cái chữ pháp này là, nó rộng, nó có rất là nhiều nghĩa. Pháp là cái chi cũng là pháp. Đó là Ngài Thiện Sư hay có một câu nói bất hủ như vậy. Nhưng mà ở trong cái ngữ cảnh của bài kinh này thì pháp nó chỉ có hai cái ý nghĩa nổi bật nhất. Thứ nhất là giáo pháp, tức là những cái lời dạy của Đức Phật. Thứ hai là nói những cái hiện tượng xảy ra, những cái đối tượng của tâm. Thì cái đó là gọi là pháp. Để đánh giá tốt hơn về tầm quan trọng của pháp trong bối cảnh của lập niệm thứ tư, chúng ta có thể so sánh, nghiên cứu so sánh bài kinh lập niệm của Pali Satipatthana Sutta, bài kinh số 10 của Trung Bộ, và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm thuộc Hán Tạng, kinh niệm xứ, kinh số 98, để tìm ra các quan điểm hữu ích. Từ đó, mục đích chính của pháp lập niệm thứ tư này, quán các pháp, dường như là sự tu dưỡng trạng thái tâm để tiến đến giác ngộ. Theo cách này, quán các pháp liên kết trực tiếp đến chủ đề của chương trước, nói về bảy chi phần đưa đến giác ngộ là thất giác chi. Thật vậy, phát triển thất giác chi là sự tu tập chung về quán các pháp trong bản kinh Pali và các bản kinh tương đương trong Hán Tạng. Rồi mình thấy, mình có đọc như vậy, mình đọc so sánh kinh ở trong nguồn Nam truyền, tức là Pali, rồi kinh ở nguồn Bắc truyền ở trong Hán Tạng, trong cái bộ A Hàm. Thấy cũng đồng nhất, tương tự với nhau, đưa ra những cái vấn đề giống nhau. Từ đó mình có cái niềm tin, nó à, hai cái nguồn khác nhau như thế này, một cái nguồn ở bên Trung Hoa, bên Trung Quốc truyền vào trong đó, và một nguồn truyền xuống miền Nam, xuống đảo Tích Lan. Thật ra có những cái điểm chung với nhau, là mình có cái lòng tin, mình cho à, những cái điểm chung này là những điểm thật sự là đúng là trong cái thời kỳ nguyên thủy. Tương tự như thế, nghiên cứu so sánh bài kinh lập niệm của Pali Satipatthana Sutta và bài kinh tương đương trong Trung A Hàm thuộc Hán Tạng cũng cho thấy những điểm tương đồng về pháp lập niệm đầu tiên là niệm thân. Chủ yếu ở đây là nuôi dưỡng sự hiểu biết về bản chất thật sự của cơ thể, nhất là tính bất nhĩ hay là bất tịnh, tính trống rỗng của các phần tử tạo dựng và tính tàn diệt của nó. Thì nói một cách chung là khi mình quán thân, thì thứ nhất là mình thấy nó không có cái gì hấp dẫn, mình gọi là bất hay là bất mỹ, không có đẹp đẽ gì hết. Nó chỉ là tóc, lông, bóng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân. Mình mổ nó ra nhưng mình thấy cái thân mình, nó giống như thân con heo, con bò, chứ không có cái gì hấp dẫn hết trơn. Mình nhớ cái chỗ đó rất là đặc biệt. Bởi vì trong cái sinh hoạt ngày nay là chúng ta hay che đậy chuyện đó. Qua cái sự buôn bán tư bản này, mình quảng cáo tuyên truyền Photoshop này kia, là mình trang điểm này kia. Đàn ông cũng như đàn bà đó, rồi trang sức, rồi quần áo này nọ, rồi chụp hình, rồi cái mình chạy theo cái bên ngoài đó, mình không thật sự thấy cái thân của mình. Khi mình thấy rõ cái bản chất của cái thân xác này là mình thấy không có cái gì hấp dẫn. Mình nhìn rõ như vậy. Rồi thứ hai đó là nói về phần tử trống rỗng đó, mình nhìn kỹ lại là mình thấy nó chỉ là chất lỏng, rồi chất đặc, rồi cái chất khí di chuyển với nhau, rồi chỉ có năng lượng với nhau thôi, chứ không có gì, không có cái gì mà đặc biệt của tôi, của ta trong đó trên. Rồi khi mình chết rồi, người nói cát bụi trở về cát bụi, rồi cũng tan rã vậy thôi. Rồi trong một khi mình nằm xuống rồi thì bên trong có những cái con vi trùng này, bắt đầu xăm soi này nọ, cái thân nó trở nên sình thối này nọ. Cái thân của mình giàu cho người đẹp hay là một cái vị lãnh đạo quốc gia, hay là một cái ông lao động tầm thường, hay cũng giống như con cái xác của một con thú vật, con chó, con mèo, con heo vậy thôi, không có cái gì khác biệt. Mình thấy rõ rồi, không có cái gì đặc biệt ở trong đó. Rồi nó cũng già theo lão hóa, già theo năm tháng. Con chó nó cũng già theo năm tháng. Chúng tôi nuôi có mấy con chó chúng tôi thấy, hoặc là nuôi có mấy con mèo ở đây trong nhà cũng có, lên mười mấy tuổi là nó bắt đầu nó già, nó muốn chết rồi, đi hết nổi rồi. Mình khoảng 60-70 tuổi bắt đầu đau nhất rồi, cũng thấy đi lụm cụm này kia.
không có ở lâu, mà thấy rõ ràng nó tàn diệt sinh rồi diệt, là nhìn những đứa trẻ từ thi thụ thai trong bụng mẹ rồi xa ra đời rồi lớn từ 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 mấy đứa cháu đấy, nó sinh ra tới một lúc nào nó trưởng thành, nó đứng lại rồi bắt đầu nó già đi là chết. Đó là cái bản chất tàn diệt. Như thế, hiểu biết về bản chất thực sự của cơ thể, nhận thức về bản chất của các cảm thọ, nhận thức về bản chất của tâm trí và vun trồng các điều kiện tinh thần để tiến đến giác ngộ là chủ đề trung tâm của bốn pháp lập niệm. Ngài rất nhắc lại về vấn đề này và chúng tôi cũng trình bày rất nhiều trong mấy năm qua là về bốn cái chủ đề của bài kinh Tứ Niệm Xứ hay là bài kinh Bốn Pháp Lập Niệm. Theo bài kinh trong chương này, bốn pháp này cũng cung hiến một điểm thuận lợi để đối mặt với cơn đau trong sự tỉnh thức, đó là niệm, và sự hiểu biết rõ ràng là tỉnh giác. Thành thử ra, khi mình đau thì cái mà mình cần là mình có cái sự nhận thức rõ ràng và mình hiểu biết cái cơn đau, niệm và tỉnh giác. Xét về các chủ đề trung tâm của bốn pháp lập niệm, khi đối mặt với bệnh tật, với niệm, có thể giúp ta thấy được những hạn chế vốn có của cơ thể mà bản chất của nó là sẽ bị bệnh, không có tránh khỏi. Đối mặt tỉnh thức với bệnh tật giúp cho ta thấy rõ ràng sự thay đổi của các cảm thọ và bản chất tối hậu của chúng là không thỏa mãn. Thậm chí còn cho thấy phẩm chất tâm ta rõ ràng hơn khi phải đối mặt với những trải nghiệm không mong muốn nhất. Đó là nỗi đau đớn cùng tột của thân thể. Từ đó, ngay cả căn bệnh nghiêm trọng cũng có thể trở thành một cơ hội để ta trau dồi những phẩm chất và sự hiểu biết liên quan tuệ giác. Tất cả đều được xây dựng và hội tụ vào niệm, vào sự tỉnh thức. Tức là Ngài có ý muốn nói rằng đó, khi mà mình đau như vậy đó, thứ nhất là mình thấy được cái bản chất của cái cơ thể này. Cái cơ thể này mong manh, vô thường, nó thay đổi luôn luôn, mình không kiểm soát được nó, tức là nó vô ngã. Nó không có cái gì đặc biệt, mình không kiểm soát được nó. Thứ hai đó là những cái cảm thọ mà có nó không thỏa mãn. Mình thấy nó đau đớn, nó đau cùng cực. Tới một lúc nào nó ngừng, cũng không kiểm soát được. Rồi nó dạ từ từ. Rồi những cái cơn khoái lạc như sau khi đau rồi mình sướng. Chẳng hạn như mình có người tới massage cho mình. Rồi mình thấy nó sướng. Nhưng mà cái khoái lạc đó, cái lạc thú đó, cái sự sung sướng nó cũng không kéo dài được lâu. Nó hết cái sướng rồi, nó lại đau trở lại. Nó cứ tên lên xuống như vậy. Mà mình không kiểm soát được. Không có cách gì kiểm soát. Bây giờ có uống thuốc, chẳng hạn những cái loại thuốc á phiện này kia đó, chỉ có tạm thời đó, khống chế một thời gian rồi nó, khi mà cái thuốc đó tan rồi là đau trở lại. Ra mình phải thấy rõ cái bản chất, tức là bản chất cuộc đời mà mình không có tránh trốn tránh được, phải chấp nhận được. Cái điều cần là mình đối mặt với nó để mình hiểu. Như đã đề cập trước đó, vai trò trung tâm của niệm là đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp của Ngài Anuruddha. Câu chuyện về Ngài có ngụ ý rằng sống trong chánh niệm là một lựa chọn thích hợp hơn là việc đưa tâm vào trong một trạng thái hoàn toàn cách ly với mọi cảm giác, mọi cảm thọ. Bài kinh cho thấy rõ ràng rằng các cảm thọ đau đớn mà Ngài đang trải qua không phải chỉ khó chịu đựng mà càng lúc càng tăng thêm. Một cái tình huống mà thông thường bệnh nhân chỉ muốn làm sao để thoát ra. Tuy nhiên ở đây không phải là phản ứng của Ngài Anuruddha. Tức là cái bài kinh cho thấy rằng mặc dù Ngài có cái mức, Ngài có kinh nghiệm hành thiền rất cao, Ngài có thể nhập tới vào 8 tầng thiền, tới cao nhất là diệt thọ tưởng định, tức là không còn cảm thọ nữa. Nhưng mà Ngài không có nhập thiền. Ngài chỉ nhìn cơn đau, Ngài đau ghê lắm, Ngài có diễn tả lại cho những người bạn Ngài nghe. Nhưng mà Ngài nhận, Ngài dùng bốn pháp lập niệm để mà Ngài ghi nhận, tỉnh thức, chịu đựng và ghi nhận cái cơn đau đó. Có được ghi nhận như vậy thì mình mới thấy được cái tâm phản ứng của mình. Thứ nhất là nhiều khi mình nổi sân, mình muốn một nổi là mình quán trách cái chỗ người này, người kia hay quán trách mình. Tại sao mà đau dữ vậy? Tại sao người ta để mình đau? Tại sao để kia? Rồi mình quán trách. Đó là cái tâm sân của mình. Mình phải nhìn, mình đã thấy rồi, cái đó là cái đau đó là tự nhiên, không phải lỗi ai hết. Nó là cái do cái bản chất của cơ thể nó là phải đau, không có thể trốn tránh được. Cái thứ hai nữa là
khi mà mình nhìn cái cơn đau mà thấy nó lên tới mức nào đó, nó lại ngừng lại rồi nó hạ xuống, nó lại có một cái cơn đau khác nữa, cứ lên xuống như vậy thì mình thấy được cái sự sinh diệt, thấy rất rõ. Các anh chị nào có thử chịu đựng được những cơn đau khi mà mình nằm xuống hay nằm đau xương nhất này nhất kia thì mình thấy nó rõ ràng như vậy. Nó đau từng cơn, từng chập. Nhưng mà mình theo dõi như vậy thì mình mới thấy được cái sự sinh diệt của nó, cái bản chất sinh diệt của mọi hiện tượng. Ý nghĩa của khía cạnh này trong bài kinh có thể thấy qua câu hỏi của các vị tỳ khưu khác khi viếng thăm Ngài. Trong cả hai phiên bản, các vị ấy đều hỏi Ngài an trú tâm như thế nào để đối diện với cơn đau đớn khốc liệt. Trong bản kinh của Tương Ưng Bộ, các vị ấy đặt câu hỏi ngay khi gặp Ngài. Dĩ nhiên, đây là một câu hỏi thông thường khi người ta đến thăm một bệnh nhân có khả năng chịu đựng các cơn bệnh trầm trọng. Ngay cả Ngài Anuruddha cũng đặt câu hỏi tương tự khi đến thăm một vị đệ tử cư sĩ trong một bài kinh khác sẽ được đề cập ở chương 8. Tức là thường thường mình tới gặp người bệnh thì mình hỏi đau như thế nào, cái bệnh tình như thế nào. Nó là câu hỏi rất thông thường. Mà Ngài Anuruddha khi Ngài thăm người khác, Ngài cũng hỏi như vậy thôi. Các vị tỳ khưu trong bài kinh ở đây có lẽ đã biết về khả năng hành thiền thâm sâu của Ngài. Cho nên họ muốn biết Ngài đã an trú trong tầng thiền na nào để đối phó với cơn đau. Tức là họ biết, là họ muốn học, họ biết Ngài là Ngài đã có thể thành tựu và thành thạo trong cả 8 tầng thiền này. Mà thấy Ngài chịu đựng hay quá đi, thành ra họ mới hỏi, là mới không biết, họ hỏi khéo thôi. Là họ mong muốn biết là Ngài trú vào trong cái tầng thiền nào, từ sơ thiền cho tới bát thiền, trong tầng thiền nào, trong 8 tầng thiền đó, để mà chịu đựng cơn đau. Nhưng mà Ngài trả lời là Ngài không có trụ, mọi Ngài không có trụ trong cái tầng thiền nào hết. Ngài không có chạy trốn cơn đau. Ngài ở trong cái trạng thái thông thường thôi, nhưng mà dùng niệm, sự tỉnh thức để mà Ngài ghi nhận, theo dõi, quan sát và ghi nhận cơn đau. Tuy nhiên, Ngài Anuruddha chọn việc thực hành 4 pháp lập niệm. Điều này cho thấy năng lực của chánh niệm để sống với nỗi đau, hoàn toàn nhận thức từng thời khắc của cơn đau như nó thật sự là như thế. Mình theo dõi cơn đau, mình nhận thức, chứ mình không có chạy trốn. Tôi, tức là Bhikkhu Anālayo, tác giả cuốn sách, sẽ tiếp tục khai thác vai trò này của niệm liên quan đến cơn đau thể xác trong 2 chương tiếp theo, tức là chương 7 và chương 8 trong 2 tuần tới. Trọng tâm trong tất cả các điều này là sức mạnh của niệm khi được tu tập như một hình thức chú tâm đơn thuần ghi nhận vào bất kỳ biểu hiện nào trong thời điểm hiện tại, thay vì phản ứng ngay lập tức với nó. Cái câu này rất là quan trọng. Tức là mình phải thấy được cái tầm quan trọng, cái năng lực của niệm, cái sự tỉnh giác, của sự tỉnh thức, để mà mình chỉ chú tâm đơn thuần ghi nhận vào bất cứ biểu hiện nào ngay trong cái thời điểm hiện tại, phải bắt cho nó kịp. Thay vì mình phản ứng, mình ghi nhận, cái điều khó lắm, nhưng mà làm thử. Chúng tôi cũng thử. Hiện nay bây giờ nó đau, bây giờ là như chúng tôi trình bày hồi nãy là đau dạ dày, đau bụng, thỉnh thoảng là đau, ngày nào cũng đau, đau mấy cơn, mình nhìn, mình chịu được. Nhiều khi mình bực đấy, mình bực, nhưng mà sau khi mình bực lên cái mình nhận được cái công sân của mình, thì nó lại mất đi. Ghi nhận sân là nó bớt đi. Rồi chúng tôi đau khớp xương nữa. Mình thấy rồi cái mình bà xã tới rồi, hoặc là cho một ít dầu rồi xoa những cái khớp xương, thấy nó hết, nó sướng cái mình thấy mình khoái muốn theo cái đó. Nhưng mà khi mình thấy như vậy cái mình nói sướng à, mình ghi nhận rồi mình thấy không có chạy theo, mình chỉ ghi nhận cái sự khoan khoái sung sướng khi mà cái nó hết đau rồi, nhưng mà nó sẽ là đau tiếp nữa. Tức là từng chập như những cơn sóng, cũng vui lắm. Mình thấy nó lên xuống như vậy để mình thấy được cái tiến trình sinh diệt. Và nhanh ná Ponika trong cái cuốn The Power of Mindfulness, tức là sức mạnh của lực của niệm, giải thích sức mạnh này như sau. Giống như các cử động phản xạ tự động bảo vệ cơ thể, tâm trí cũng cần tự bảo vệ tinh thần và đạo đức một cách nhanh chóng. Sự tu tập về chú tâm đơn thuần cung cấp chức năng quan trọng đó. Tức là mình chỉ chú tâm thôi.
mình chỉ ghi nhận thôi chứ không có phản ứng gì hết. Hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu chỉ dựa vào suy tưởng. Chúng ta vội vã phản ứng vội vàng hoặc theo thói quen sau khi nhận được một vài tín hiệu đầu tiên về sự suy tưởng. Tức là mình phải coi chừng. Nghe mình đau các mình bắt đầu mình suy diễn đủ thứ á. Phải coi chừng ở chỗ đó. Mình đừng có suy diễn. Mình chỉ nhận đau thôi. Nhưng nếu chúng ta dùng niệm lực để kiềm chế, tạm dừng mọi phản ứng, chỉ để chú tâm đơn thuần, thì các tiến trình vật chất và tinh thần đó sẽ không còn bị kéo vào vòng xoáy của tự ngã, nhưng được phép hoạt động trước con mắt cảnh giác của niệm. Tức là bây giờ nếu mình chỉ chú tâm đơn thuần như vậy thôi, mình không có cho nó là thế này thế kia, nó tại sao thế này thế kia, thì là mình không có chạy, nó không bị níu kéo vào trong cái tiến trình, nó gia tăng cái tự ngã của mình. Mình cho mình phải như vậy, rồi mình đổ thừa người này, đổ thừa người kia, rồi lo sợ, không biết có chịu đựng nổi hay không, không biết cái chân của mình nó sẽ bị đi bệnh viện để mà cắt bỏ hay không, hay là cái bụng của mình phải đi giải phẫu thế này thế kia, mình suy tưởng đủ thứ. Thì mình khi mình nhận lại được, nó không có suy tưởng. Chừng nào chừng đó hay chừng nào có bệnh nặng mà đi gặp bác sĩ thì chừng đó phải biết. Bây giờ không cần phải lo sợ đủ thứ chuyện, không có lý luận gì hết, chỉ ghi nhận như vậy thôi. Bằng cách phát triển thói quen tạm dừng để chỉ chú tâm đừng, ta càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn trong sự từ bỏ các phản ứng vô dụng. Bằng cách kiềm chế việc làm rồi tâm một cách không cần thiết, bằng cách kiềm chế việc làm rối tâm một cách không cần thiết, những xung đột bên ngoài sẽ giảm đi và từ đó sẽ làm dịu đi những căng thẳng bên trong do các xung đột ánh mang đến. Tức là bây giờ mình không có để tâm mà suy diễn đủ thứ, lo sợ hay là trách móc hay là buồn rầu gì hết. Thành ra những cái đó là nó không còn xung đột với nhau nữa, là mình thấy nhẹ nhàng, mình chỉ nhìn nó đau đó là đau rồi, mình chấp nhận như vậy. Chứ đừng có chạy trốn, mình cũng đừng có đổ thừa, đổ lỗi gì hết. Cái chuyện này mình nói thì dễ, nhưng ai có đau rồi mà làm thử thì mới biết nó như thế nào. Mà chúng tôi cũng đang tập làm thôi, chứ nhiều khi mình cũng gọi là phàm nhân thì nhiều khi mình cũng khổ với nó chứ không phải là không đâu. Nhưng mà mình chịu đựng, bởi vì mình thấy rõ ràng không có cái đường hướng nào khác, phải chịu đựng tới giờ cho tới ngày lìa khỏi cuộc đời này thôi. Nó đau 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 càng ngày nó càng đau nhiều thôi, chứ không có bớt được, không có thuốc thần nào hết. Thì đó, chúng tôi cũng xin chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay trong cái tiến trình chia sẻ trình bày. Nếu mà có chi sơ sót thì cũng xin quý chư tôn đức tăng ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hộ vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, và cũng xin cảm ơn tất cả ban điều hành cũng như quý anh chị đã bỏ thời giờ để lắng nghe chúng tôi trình bày chia sẻ. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin chúc tất cả được nhiều điều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.